đang tụ tập giữa mùa dịch, bốn người đàn ông lập tức biến hình khi thấy lực lượng chức năng đi qua. Đoạn video từ một camera ghi lại hình ảnh bốn người đàn ông, có lẽ là hàng xóm, tụ tập trò chuyện trước sân nhà vào khoảng 9 giờ tối. Dù nguyên tắc 5K đã nêu rõ các biện pháp cần thiết trong việc phòng chống dịch Covid-19, nhưng những người này đã vi phạm đến 3 trên 5 điều đó, gồm không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách và tụ tập đông người. Ngay khi vừa nhận ra sự xuất hiện của lực lượng chức năng, cả bốn người đàn ông này lập tức tản đi, mỗi người một hướng trong tâm thế khá bình tĩnh. Người thì giả vờ như đang tưới cây, người lại chạy vào trong nhà. Người thì chạy ra đường, giả đò cầm một chiếc hộp màu đỏ như chỉ đi ngang qua. Gây bức xúc hơn, sau khi lực lượng chức năng rời đi, những người này lại tiếp tục quay lại hội nghị bàn tròn. Chứng kiến cảnh tượng, đa phần đều bày tỏ sự ngán ngẩm về ý thức tự giác của những người đàn ông trong đoạn video trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, mong mỗi người đều sẽ là một tế bào khỏe mạnh và tự giác giúp cho xã hội, cộng đồng sớm trở lại cuộc sống bình thường. Hãy theo dõi và đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày các bạn nhé!